hôm nay anh đi đây cần em hỗ trợ gì không? Anh đến nhìn mặt đẹp trai của Phương. Lan Phát dạo này đẹp phết ta. Đấy, như các bạn nhìn thấy Lan Phát đang như thế này. Có thể bạn Phương thắc mắc vì sao mình cầm máy quay ra đây. Hôm nay mình sẽ làm video thực tế cho các bạn sang ăn phát mà mua đồ thì như thế nào. Và bạn này có vẻ là biết là mình cầm máy quay phát này là vuốt tóc giả vờ đẹp trai các thứ luôn. Đây cái vấn đề này, hôm nay sang đây anh muốn mua một cái bộ PC Intel NUC. Thì đang ngóng cái con là Hades Canyon ấy. Bên em có hàng không? Bên em có hàng sẵn. Phải, có hàng sẵn luôn. Xịn đấy. Thế cái con NUC cái bản i7 ấy đang là bao tiền nhỉ? Hiện tại bên đang bán giá là 20.590.000. Cũng hợp lý chứ. Ok, bây giờ thế thôi. Anh chỉ cần có con NUC này, RAM anh em thì nhất trí là KingMax 16GB và một cái SSD. Yeah. Ở đâu? RAM Kingston SSD KingMax chứ nhỉ? RAM Kingston 16GB 2 thanh và okay. Còn SSD 256 KingMax. Ok, xuất hàng cho anh luôn. Ok, anh chào em trước nhé. Tuyệt vời. Nghe nói chị Loan đây là kế toán sinh nhật An Phát đúng không? Không, chị sống nhất An Phát em ạ. Anh Huy có anh cho em nhé. Hiện tại tổng sản phẩm của anh là hết 24.590.000. Cái này anh có thẻ được không? Được anh ạ, thoải mái. Con này là bản cao nhất chưa nhỉ, con NUC này? Anh không nhớ nữa. Bản này bản cao nhất rồi đúng không? Ủa rồi anh tưởng bản cao hơn, anh đang nhiều tiền, anh đang muốn tiêu. Ok, bây giờ thì anh sẽ thực hiện cái quy trình là quẹt thẻ. Nhưng bây giờ thì chị gọi xuất hàng giúp em đúng không nhỉ? Em giả tiền xong là em có hàng đúng không? Đây là sẽ nhận hàng ở trong kho nhé. Nghe nói dịch vụ ăn phát khá nhanh. Ngày xưa ấy thì nó không nhanh lắm, bây giờ nhanh hơn nhiều rồi. Mình chỉ việc là nói chuyện với anh đẹp dai, xong gặp một chị xinh cái là mình có đồ cầm về. Ở đấy như các bạn thể thấy là sang ăn phát mua hàng ấy mà ngồi đợi thì có thể ngồi trước cái điều hòa và nằm trên ghế massage như thế này. Cảm giác nó cứ sai ở gì ấy, phê quá. Bắt đầu thấy nghiện dần. Ở đây như hàng của mình có rồi anh em ạ. Hiện tại thì em là chuẩn bị đầy đủ hàng cho anh rồi. Thì anh kiểm tra hàng trước khi mình mang về nhé. Ủa mà con này nặng hơn mình tưởng các bạn ạ. Nặng hơn mình tưởng. Xem review của người khác thấy nó bình thường mà nặng hơn mình tưởng. Đây thì mình lấy về cho mình review. Thế con này có được sạch ra xem trước không em? Được anh ạ. Mình trả tiền rồi mà, nó đã là của anh rồi đúng không? Thì ở đây là của mình là một cái SSD KingMax M2-2280 PCI Express NVMe 3D NAND. Thực ra con này không quá quan trọng bởi mua con này về để dựng video cho nó gọn thôi. Và đây là kit RAM. Nó cho giống một thanh hay là hai thanh đấy em? Một thanh à? Đây là một thanh 16GB đúng không? 16GB. Tôi cũng được. Xong anh mua thêm một thanh nữa 32GB cho nó ngầu. Đúng rồi, đây là sản phẩm của anh ấy. Đây là con NUC. Đây là con NUC mà mình vừa mua xong. Cái này thì mình sẽ cầm về bóc ra cũng như là tháo bên trong xem review cho anh em. Con này tháo nắp ra mất bảo hành không em? Bần bảo hành chưa? Bảo hành ủa xịn đấy. Vãi, tháo ra bảo hành bình thường. Mình thì mình không cần bảo hành đâu, nhưng mà thôi có bảo hành thì vẫn tốt. Ở đây chúng ta có rất nhiều cổng kết nối rồi. Ok, và đó là chiếc NUC Hades Canyon. Đấy, mình sẽ cầm về lắp ráp lại trên tay và review cho anh em. Rất cảm ơn anh em bên Đa Phát. Và mình đã quay trở lại studio. Đây là bộ NUC Hades Canyon. Mã nó khá là dài. Đây, nó có mã đằng sau đây. Mã là Intel Corporation. Bộ này thì trông nó nhỏ nhỏ xinh xinh giống như một quyển sách, nhưng mà thực ra khá là nặng. Và bên trong này có tương đối nhiều thứ. Chúng ta có một con chip i7-8705G, 4 lõi 8 luồng. Và mình đã lựa chọn một thanh RAM và một cái SSD. Nhưng các bạn cần phải lưu ý là cái bộ NUC này, hay gọi là NUC đi, nó dễ phát âm và nó nhanh, thì chúng ta sẽ không có bộ nhớ, tức là không có cả RAM và ổ cứng luôn. Anh muốn mua thì phải tự chọn. Thì như các bạn thấy là mình sang An Phát thì mình đã chọn một cái ổ SSD 256GB PCI Express luôn, cũng như là một cái thanh RAM 16GB. Đầu tiên định mua hai thanh nhưng mà lại họ hết RAM 8GB rồi nên phải mua thanh RAM 16GB. Thì cái bộ này chúng ta có quạt tản nhiệt ở bên trong, nhưng quạt tản nhiệt rất là nhỏ thôi, gọi là đại khái để tránh bị quá nóng thôi. Chứ còn theo như mình ấy, nếu các bạn dùng cái này mà muốn nó mát thì có thể đục một cái lỗ trên này, gắn thêm một cái quạt tầm 90mm lên trên này cũng khá là ok. Có thể là kiếm nguồn gốc ngoài hoặc là đấu thẳng vào dây của adapter. Chúng ta cũng có option khá là hay bởi vì cái nắp này rất là dễ tháo, chỉ cần tháo 6 con ốc ở 6 góc này thôi. Các bạn nhấc cái nắp thẳng lên trên và bên trong các bạn có thể tiếp cận đến RAM, cả cạc wifi luôn, cũng như là cả SSD. SSD thì là có chân M2 PCI Express, còn RAM thì có 2 slot. Mà các bạn lưu ý là đây là RAM sâu đêm, tức là RAM dành cho laptop chứ không phải RAM to đâu. Ok, chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái bộ NUC này. Thì chúng ta có rất nhiều khe tản nhiệt dạng tổ ong ở hai bên, cả mặt trước lẫn mặt sau đều rất nhiều khe tản nhiệt. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn mặt trước. Có một cái đèn tín hiệu này,
nút nguồn này khi các bạn bật máy này lên thì nó sẽ phát sáng. Chúng ta có một khe thẻ SD cỡ lớn, mình khá thích điều này. Ngoài ra còn hai cổng USB 3.0, trong đó có một cổng USB 10 Gigabit, có một cổng HDMI, một cổng USB Type C cũng super speed luôn 10 Gigabit, và jack cắm tai nghe kiêm micro combo ở mặt trước. Cái này mình thấy rất là hay, bởi vì một cái PC để bàn nhỏ gọn như này mà chúng ta lại phải cắm cái dây tai nghe vòng tận đằng sau thì khá là bất tiện, thì làm đằng trước khá là ok. Ở mặt sau sẽ có thêm rất nhiều cổng kết nối khác, trông nhỏ này thôi mà cực kỳ nhiều cổng kết nối. Các bạn sẽ nhận được thêm một cổng HDMI nữa, 4 cổng USB 3.0 nữa và 2 cổng USB Type-C Thunderbolt. Đúng vậy. Vẫn chưa hết, 2 cổng mạng LAN Ethernet, 2 cổng mini DisplayPort, 1 cổng adapter 19V cắm vào và 1 cổng âm thanh quang optical. Rất bá, rất nhiều kết nối trên một cái máy tính nhỏ xíu như thế này. Và mặt dưới thì cũng lại là khe tản nhiệt và 2 cái chân cao su, chính xác là 3 cái chân cao su để cho mặt bàn cho nó chắc chắn. Vậy là chúng ta vừa mới ngó nghiêng xung quanh cái chiếc NUC này. Và ngoài con chip là i7-8705G ra và 16GB như mình đã chọn, thì các bạn sẽ còn có một cái con cạc đồ họa. Hình như đây là lần đầu tiên thì phải, một cái thiết bị đồng bộ bán ra mà Intel chơi với cả AMD. Chúng ta có cạc đồ họa là AMD Radeon Vega M. Đúng vậy. Và cạc đồ họa này thì làm được gì? Thì mình biết rằng cái máy này sinh ra không phải dành cho dân chơi game hardcore. Cái này sinh ra để làm gì? Để dành cho người muốn cái sự đơn giản, tinh tế, muốn cái mặt bàn của họ sạch sẽ, gọn gàng và muốn có không gian làm việc rộng hơn để những cái gì khác lên sách vở, rồi văn bản thiết kế vân vân, thì họ không muốn một cái cây máy tính to đùng từ bốn thân mày. Thì cái máy tính này rất là nhỏ. Chính vì thế là nó không chuyên về game, nhưng mà mình cũng vẫn cứ thử xem sao. Mình có test với hai game, đó là GTA 5 và PUBG. GTA 5 mình để full setting gọi là overall thôi, chứ chưa vào phần advanced. Và advanced mà kéo hết population density lên với cả khử răng cưa 16x các thứ thì chắc là nổ máy luôn. Thì mình để cái chất lượng tổng quan là full, là max luôn, thì có thể chơi được độ phân giải Full HD khoảng tầm loanh quanh 60fps, khá là ổn. Còn game PUBG, nếu mà các bạn để hai setting cũng có thể chơi được khoảng tầm đó. Nếu mà để ultra thì sẽ xuống dưới 50fps, mặc dù là vẫn chơi được nhưng không phải quá mượt. Còn nếu các bạn muốn chơi game casual, kiểu chơi CS, chơi Dota, chơi LOL thì nó vả phát lật mặt luôn, anh em yên tâm. Có một cái điều mình nhận ra rằng là khi các bạn chơi game hay các bạn làm việc bình thường như kiểu lướt web, xem video trên cái bộ máy này thì ok, rất là mượt mà. Nhưng mà mình có sử dụng stress test bằng AIDA 64 thì chỉ khoảng tầm 30 giây đến 1 phút thôi là CPU sẽ tụt xung và nóng quá nhiệt. Lập tức AIDA sẽ cho dừng stress test luôn. Thì cái này các bạn cần lưu ý. Thì nếu mà stress test bằng AIDA trước khi nó tụt xung thì nhiệt độ có thể lên đến khoảng tầm 97-98 độ. Đó là một cái điểm yếu của việc sử dụng bộ máy với cấu hình mạnh trong một cái thân hình nhỏ như thế này. Thì rất khó để tản nhiệt được. Không thể nào mà cãi lại vật lý được cả. Cái game nhỏ này thì không có nhiều tiết diện để mà tản nhiệt. Thế nên rằng là anh em cố gắng mua cái máy này về hay là mượn của ai đấy, đừng stress test nhiều quá. Mình có test render một cái project trong Premiere, độ phân giải 4K 60fps, quay bằng Galaxy S10. Mà cái project này mình sử dụng để mình test rất nhiều bộ máy khác nhau về khả năng render Premiere. Thì cái bộ NUC này render mất khoảng tầm 10 phút, và khi render Premiere thì nó tốn khá là nhiều cái nguồn lực của CPU. Thì CPU nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 78-79 độ thôi, nó không lên quá cao như lúc stress test bằng AIDA. Thì những cái việc đó các bạn sử dụng thường xuyên được, như kiểu mình ấy, mình mang cái này về mục đích để dựng video thôi, chứ không phải để stress test, không phải để đi đo điểm số, nên mình sẽ không nghĩ rằng là nó sẽ quá nhiệt đâu. Còn về sau tương lai, nếu cảm giác thừa tiền thì có lẽ là sẽ khoét một cái lỗ trên này, đội quạt vào như mình đã nói. Với cái mức giá của bộ này là phiên bản cao nhất mình mua thì là khoảng tầm 20.490.000. Nó khoảng tầm giá đó có thể chênh lệch. Nhưng mà nếu các bạn mua thì link của Anfast sẽ dưới phần mô tả video, anh em vào check giá là hàng chuẩn luôn, không phải nghĩ nhiều, đọc pass bạn số bell. Biết đâu được ăn đấm không chừa phát nào. Thì với cái mức giá đó, chúng ta mua về được cái cấu hình như vậy, các bạn sẽ có cái thân hình rất nhỏ, rất gọn. Đó là cái điểm lợi đầu tiên. Dễ di chuyển, các bạn muốn chuyển bàn làm việc đi đâu cũng được. Hoặc đôi khi vui vui đi làm, cầm cái máy tính cầm theo để trong ba lô hoặc để trong túi sách, nó rất là nhanh, rất là gọn. Ba nơi thì việc cắm bàn phím và cắm màn hình vào dùng thôi. Hoặc dành cho một người muốn có góc làm việc gọn gàng, tinh tế, không muốn bày vẽ nhiều, không muốn một cây máy tính to đùng, thì đó là đối tượng. Còn nếu bạn là một người nhà rộng, bạn chả di chuyển đi đâu cả, thì có lẽ một bộ PC to, nạc thịt, tản nhiệt tốt sẽ hợp lý với bạn hơn. Thì đó là một chiếc NUC với cái tên là Hades Canyon mình vừa trên tay chia sẻ với các bạn, cũng như những cái lý do tại sao mình lại mang nó về cho nó gọn gàng, bởi studio bây giờ chật chội quá. Nếu anh em thấy video hay, nhớ để lại một like, bấm subscribe bên dưới, và các bạn muốn review thêm cái gì không thì nhớ bình luận luôn nha.
mua bộ này đến ăn phát, lên phần mô tả video. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.